chào cả nhà. Xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Chào các bạn đã trở lại với kênh Phú Quốc quê tôi. Rất là vui khi mà được gặp lại cả nhà ở một cái video hôm nay. Chúc cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại là mình đang có mặt ở dịch vụ cả nhà. Phía sau lưng mình đó chính là sông Dương Đông. Và mình đang đứng trước cổng lên trên Dinh Cậu này. Hôm nay Dinh Cậu được mở cửa nè. Mình đi ra ngoài Dinh Cậu này để mà quay các cần thủ ở Phú Quốc câu cá cho cả nhà mình xem nha. Giờ mình đi lên Dinh nè cả nhà. Hôm nay có cha hay cha con mình. Sao ơi, đi lên Dinh cả nha. Có một chú làm Khương Tử Nha ngồi đó câu cá đó kìa. Chỉ bữa nay ở ngoài Dinh Cậu á có gió nam nên biển hơi động một xíu. Chắc chú đi đường đó đi qua. Chú đứng đó chụp hình đó kìa. Rồi trên đó là cà phê gió biển. Dinh Cậu sáng nay nè. Sông Dương Đông đó. Ở Phú Quốc thì cả nhà mình có thể chiều chiều nè, đi ra ngoài Dinh Cậu không gió. Rồi có thể qua bên cà phê gió biển để thưởng thức ly cà phê. Nhìn ngắm biển ở trên đảo Phú Quốc. Đi các cái bãi mà sóng có sóng và có gió nam này á, nhiều khi video của mình thì nó sẽ hơi bị ồn một xíu. Cái này chính là Dinh Cậu. Mấy chiếc này là chiếc Quán Thái nha cả nhà. Người dân Phú Quốc mình gọi là ghe Quán Thái. Chiếc này đi đánh lưới thân. Mấy chiếc ghe lưới là sẽ có cờ. Nó cờ cắm ở phía trước đó cả nhà. Vô trong biên phòng nó trình giấy xong rồi cập vô bên hông chợ Dương Đông để lên cá để bán. Lúc này trời cũng động nữa nên ghe tàu ra cửa, ra vào cửa rất là ít. Dinh này có một cây sọp rất là lớn luôn, đẹp lắm. Mình đứng ở dưới chỗ cái bồn nước mắm đó, mình nhìn lên có thể thấy được toàn hết cây sọp luôn, rất là đẹp. Mình đứng ở đây thì hơi bị chá nắng, đứng ngược nắng, chá nắng một xíu. Này là cái đê chắn sóng ở phía ngoài. Lên trên này thì gió lộng gió hơi ồn nha, cả nhà mình thông cảm. Nãy là mình tính chạy ra cầu cảng quốc tế nhưng mà không có chạy được. Cầu cảng quốc tế đóng cửa rồi, không có hoạt động. Mình không có ra ngoài đó được. Phía mình đang lia máy qua là sốp cồn.
sọp rất là lớn luôn, 2 cây, 3 cây luôn. Ngoài đó 1 cây, đây 1 cây và đây 1 cây, đây 1 cây nữa là 4 cây. Cây này là lớn nhất. Cái lá sọp là mình có thể ăn được, ăn rau sống. Trước mình cũng có đi hái, mình bỏ trộn với rau rừng để ăn. Có những cái bịch than để mà mình đi ra, mình ra mấy cục đá này người câu. Mình coi chú này câu cá xíu, đầu câu của chú này. Chào chú. Hồi câu cá gành hả chú? Có cá không? Nãy giờ có cá không chú? Bên đó là khu mà gió biển đó cả nhà, đường Trần Hưng Đạo bên đó đó. Còn đây là khách sạn Seashell, có cái con đê cặp bờ biển nè. Đi chèo thì bà con mình đến đây có thể mà đi dạo cặp bờ biển nè, đi dạo cặp bờ biển đó, ngắm hoàng hôn rồi hóng gió biển, coi các chú cần thủ câu cá. Sao không ra ngoài ngoài chỗ ngoài đầu cầu cảng rồi đó câu chú? Hôm nay biển động quá. Chú câu có cá, mình đi câu cá. Đó là dùng cậu thôi đó nha. Có cái ngọn hải đăng nè, ban đêm mình sẽ thắp sáng lên để mà làm tín hiệu cho bà con mình đi ra khơi á, có thể thấy đường để mà vào cửa. Bên đó là cửa sông Dương Đông đó. Thử có ai câu cá không? Đây là cái nước biển. Biển hôm nay động quá nên không có ai đi ra này câu cá hết. Cửa Dương Đông nữa nha. Nói cái buổi chiều á và buổi sáng mà những cái ngày mà không có sóng á và mặt này êm á, bà con mình ra ngoài này câu cá rất là nhiều. Mình ra đây hóng gió tản bộ nữa. Có bé nhỏ ra đây hóng gió với cha nữa. Bên đó là sớm cồn nữa cả nha. Hồi
này bữa nay sống quá, Vinh cậu nay sống quá nên ít có ai ra ngoài này câu cá. Thường là ra ngoài này câu cá rất là nhiều. Con anh lên câu cá đó. Ở đây có cái chỗ để mà mình ngồi, cái bồn nước mắm sông Vinh Đông đó cả nhà. Mấy hôm nay trời sóng quá nên ghe tàu ít có ra vô cửa. Ghe đó ghe gì chắc? Không, ghe bên này này ghe đi làm mực ha? Câu mực ha? Giờ nó ghe nước đá hả? Anh này câu cá cần thủ. Mình đang đứng ở trên cái cục đá này, này không có cá. Nó có cái ghe trong đèn đang chạy ra nè. Mấy ghe trong đèn này đi câu mực, chạy ra ngoài khơi mà đậu ngoài đó trong đèn rồi ban đêm á câu mực, hoặc là trong để cho các ghe đánh mành á, đánh mành mực á, người ta đánh ra cửa thì thả bóng đèn xuống. Ghe nước đá, ghe nước đá không có cặp vô trong được, hai anh phải lội vô luôn. Bên đó là cái đồn biên phòng nữa nha. Khi mà bà con mình cặp ghe vào thì sẽ trình giấy và test nhanh Covid ở trên đó. Và bên mấy chỗ này là công viên Bạch Đằng nè. Ghe này là ghe pha. Dàn bóng này, dàn bóng cao thế không? Pha rồi đánh cá cơm nữa nha, xúc cá cơm. Về nha. Thì gia đình cậu ngắm biển một xíu. Tiếp tục đi là chúng ở chùa Pháp Quang cả nhà, ở đường Trần Hưng Đạo nha.
số 128 đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.